Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Hơn 64 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. Trước đó, khoảng 3,4 triệu cử tri ở nước ngoài đã bỏ phiếu sớm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích kế hoạch của phương Tây điều máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine làm leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, hôm qua, hơn 64 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu tại gần 192.000 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. Trước đó, khoảng 3,4 triệu cử tri ở nước ngoài đã bỏ phiếu sớm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa, bày tỏ hy vọng tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ đạt mức kỷ lục 90%. Phát biểu trước cử tri tại một điểm bỏ phiếu ở Istanbul, Tổng thống đương nhiệm nói, Lần đầu tiên trong lịch sử nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức thành hai vòng. Chỉ còn hai ứng cử viên để người dân lựa chọn. Lần đầu tiên trong lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ có tỷ lệ cử tri đi bầu là gần 90% ở vòng đầu tiên. Tôi hy vọng hôm nay tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ được lập kỷ lục. Theo trang tin RFI, Tổng thống Erdogan tự tin giành được thêm một nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm. Ở vòng 2, ông Erdogan nhận được sự ủng hộ rất quan trọng của ứng cử viên dân tộc chủ nghĩa Sinan Orgen, người về thứ ba giành được 5,2% số phiếu ở vòng 1. Theo trang Middle East Eye, Tại các điểm bỏ phiếu ở Istanbul, thành trì của Đảng Nhân dân Cộng hòa của ứng cử viên Kemal Kılıçdaroğlu có ít cử tri đi bỏ phiếu, cho thấy sự thất vọng của các cử tri ủng hộ đảng đối lập. Văn phòng công tố viên trưởng của Istanbul cho biết đã mở cuộc điều tra về các tài khoản mạng xã hội bị cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch và các bài đăng khiêu khích trong thời gian diễn ra bầu cử. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích kế hoạch điều máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine của các nước phương Tây là hành động leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được. Trong đoạn trích được phóng viên Zarubin đăng trên Telegram hôm Chủ nhật, ông Lavrov nói trong chương trình truyền hình Moscow Kremlin Putin. Chắc chắn đây là một sự leo thang không thể chấp nhận được. Tôi hy vọng có những người nhạy cảm ở phương Tây hiểu điều đó. Theo ông Lavrov, các nhà phân tích chính trị phương Tây đã thảo luận về cách phi thực dân hóa nước Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm, Họ muốn chia rẽ đất nước chúng ta, Tôi hy vọng những người nhạy cảm sẽ từ bỏ sự ủng hộ liệu lĩnh của họ đối với chế độ phát xít mới do chính phương Tây tạo ra. Vào ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima rằng phương Tây sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine, lái máy bay F-16 và các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khác của phương Tây. Cũng hôm qua, đại sứ Nga tại Anh Andrei Kalin khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của Nga. Trả lời phỏng vấn đài BBC, đại sứ Kalin nhấn mạnh, Chúng tôi muốn hòa bình nhưng tất nhiên là với những điều kiện nhất định. Đối với chúng tôi có hai điều quan trọng. Điều kiện thứ nhất là sẽ không có bất cứ mối đe dọa nào từ phía Ukraine đối với Nga. Điều kiện thứ hai là người Nga ở Ukraine sẽ được đối xử bình đẳng như công dân của tất cả các nước trên thế giới. Giống như người Pháp đang được đối xử ở Bỉ, hay người Ý và người Đức đang được đối xử ở Thụy Sĩ không có gì khác biệt. Khi mô tả diễn biến ở Ukraine trong những năm gần đây là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, quan chức ngoại giao Nga cho rằng đó là tình trạng vi phạm nghiêm trọng tuyên bố nhân quyền và tất cả các văn kiện. Theo đại sứ Kalin, mục đích quân sự hiện nay của Nga là giải phóng vùng Donbass. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine có thể chiếm ưu thế là sai lầm lớn về tư tưởng. Bộ Quốc phòng Romani hôm qua thông báo cuộc tập trận đa quốc gia mang tên là Sabri Guardian 23 với sự tham gia của 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, sẽ diễn ra tại nước này từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 tới. Thông báo của Bộ Quốc phòng Romani nêu rõ khoảng 10.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Sabri Guardian 23, trong đó hơn 5.000 binh sĩ Romani với hơn 1.700 trang thiết bị kỹ thuật của các nước đối tác và đồng minh. Theo bộ trên, đây là cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất và phức tạp nhất được lên kế hoạch cho năm nay. Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại các cơ sở huấn luyện và căn cứ quân sự ở Romani. Cùng với nước chủ nhà Romani, các quốc gia tham gia tập trận còn có Albania, Bulgaria, Pháp, Hy Lạp, Ý, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Moldova, Mỹ và Hà Lan. Các khoa mục tập trận chính bao gồm di chuyển chiến thuật trên bộ, đường thủy, các bài tập chiến thuật bắn đạn thật, nhảy dù, sơ tán y tế và điều trị những người bị thương. Thưa quý vị, Ả Rập Xê Út và Mỹ hôm qua kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn trong hôm nay. Quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh RSF giao tranh ác liệt từ giữa tháng 4 và đã đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Ả Rập Xê Út làm trung gian vào ngày 11 tháng 5. Bất chấp lệnh ngừng bắn, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh ở thủ đô Khartoum và nhiều nơi khác. Trong tuyên bố chung đưa ra hôm qua, Mỹ và Ả Rập Xê Út, các bên trung gian của thỏa thuận ngừng bắn Jeddah, kêu gọi các bên gia hạn thỏa thuận ngừng bắn vốn hết hiệu lực vào 21 giờ 45 phút hôm nay theo giờ địa phương. Tuyên bố cho biết, mặc dù không hoàn hảo nhưng gia hạn thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cần thiết cho người dân Sudan. Tuyên bố kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ và đàm phán để đạt được thỏa thuận. Theo thỏa thuận Jeddah, các bên tuyên bố cam kết bảo vệ dân thường ở Sudan, bảo vệ sự hỗ trợ và tiếp cận các viện trợ nhân đạo. Phát biểu trước cư dân ở hành lang Lachin, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm qua bày tỏ lạc quan với triển vọng Azerbaijan và Armenia có thể ký thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần. Hãng thông tấn quốc gia Azertac dẫn lời Tổng thống Aliyev chia sẻ Tôi tin tưởng rằng hiệp định hòa bình có thể được ký trong tương lai gần, trừ khi Armenia một lần nữa thay đổi quan điểm của họ. Trước đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ở thủ đô Moscow của Nga hôm 25 tháng 5, Tổng thống Aliyev cho rằng có những nền tảng thực sự để bình thường hóa quan hệ với Zeveran dựa trên cơ sở công nhận toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Một ngày sau khi các thị trưởng mới người Albania tuyên thệ nhậm chức tại các thành phố có đa số người Sepi ở phía bắc Kosovo, bạo lực đã nổ ra giữa người Sepi địa phương và cảnh sát khi người dân địa phương cố ngăn các thị trưởng mới vào các trụ sở thành phố. Cảnh sát xác nhận rằng 5 cảnh sát đã bị thương và các phương tiện truyền thông tiếng Sepi đã đưa tin rằng hàng chục công dân cũng bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Nơi hơi cay được sử dụng, tiếng súng được nghe thấy và các phương tiện của cảnh sát bị cháy và hư hỏng. Đại sứ quán Mỹ chỉ trích gây các chính quyền Kosovo vì đã sử dụng vũ lực để đưa các thị trưởng vào các trụ sở. Đại sứ Jeff Hovenier viết trên Twitter kêu gọi các biện pháp bạo lực nên được dừng lại ngay lập tức. Người Serbia ở Kosovo tranh cãi về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử gần đây mà họ đã tẩy chay. Chỉ có 3,47% số người bỏ phiếu. Thưa quý vị, một tòa án ở Hàn Quốc hôm qua đã ban hành lệnh bắt giữ đối với một hành khách đã mở cửa máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines vài phút trước khi nó hạ cánh xuống thành phố Daegu hôm thứ Sáu vừa qua. Người đàn ông ngoài 30 tuổi đã bị giam giữ sau khi máy bay hạ cánh anh mở cửa khi chiếc máy bay A321 200 ở độ cao khoảng 200 m so với mặt đất, khiến hành khách trên khoang hoảng loạn. Tòa án quận Deku cáo buộc người này vi phạm đạo luật an ninh hàng không và ra lệnh bắt giữ vì có nguy cơ anh ta bỏ trốn trước khi xét xử. Anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm nếu bị kết tội. Hôm qua, hãng Asiana Airlines cũng bắt đầu ngừng bán một số ghế khẩn cấp sau sự cố. Các ghế khẩn cấp 31A và 26A trên 14 máy bay A321 200 của hãng sẽ không còn được ra bán. Cơ quan này cho biết thêm, để đảm bảo an toàn, biện pháp này sẽ được áp dụng ngay cả khi các chuyến bay đã kín chỗ. Thưa quý vị, tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Qatar đặt mục tiêu sẽ giảm 24% lượng khí thải nhà kính và sử dụng 20% năng lượng mặt trời vào năm 2030. Trong số những sáng kiến để đạt được điều này, đất nước giàu có ở Trung Đông đang quan tâm nâng cao nhận thức về môi trường. Dự án hành động môi trường Doha hay còn được gọi là DEAP đặt mục tiêu đảm bảo các bãi biển và di sản của Qatar luôn sạch sẽ và trong tình trạng tốt cho các thế hệ mai sau. Trong sự kiện mới nhất, hơn 100 tình nguyện viên đã tham gia dọn dẹp bãi biển xinh đẹp của khu khảo cổ Al Zubara. Ông Jos Saucedo, giám đốc dự án, cho biết: "Chúng tôi đã làm việc này được 5-6 năm, huy động hơn 11.000 tình nguyện viên, phần lớn là sinh viên tham gia. Hôm nay, ngoài sinh viên đại học cũng có học sinh tiểu học" nhiều người tham gia cùng gia đình, công ty. Dự án DAAB kêu gọi các tình nguyện viên không để lại gì ngoài dấu chân. Ông Saucedo cho biết dự án đã thu gom được 180 tấn rác, loại bỏ rất nhiều rác khỏi thiên nhiên ở Qatar, từ rừng ngập mặn, từ con đường, bãi biển, từ các di sản. Một cách để khiến mọi người suy nghĩ về sự thay đổi là thông qua nghệ thuật. Một số chai được thu thập từ các lần dọn dẹp được tham gia ngày học tập Doha được tổ chức gần đây. Bà Elizabeth Kennedy, trợ lý hiệu trưởng tại Học viện Qatar ở Doha, cho biết Chúng tôi có rất nhiều đồ vật được thu thập ở các bãi biển và học sinh sẽ làm một tác phẩm nghệ thuật tập thể. Các em sẽ làm một con bò biển hay một con rùa. Bà cho biết tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ động vật là có chú ý bởi động vật biển nhìn từ túi ni lông trôi trong nước có thể tưởng là sứa và ăn phải. Thông điệp không sử dụng đồ nhựa dùng một lần được học sinh, sinh viên nước này hưởng ứng. Các nhà hoạt động trẻ tuổi muốn cấm đồ nhựa sử dụng một lần Em Sara Andosadi, học sinh lớp 6 ở học viện, nói Việc cấm sử dụng túi nhựa là bước tiến lớn trong việc cam kết bảo vệ một môi trường lành mạnh Bởi vì bạn sử dụng đồ nhựa dùng một lần chỉ trong 12 phút rồi vứt nó đi Nhưng nó sẽ ở lại hành tinh này lâu hơn thế nhiều Tiến sĩ Furhan Sakan, trưởng bộ phận khai quật tại Bảo tàng Qatar, nói về dự án hành động môi trường Doha đây là một sáng kiến rất tốt, chúng ta đã đạt được một mục tiêu tốt đẹp là dọn dẹp định kỳ, giúp làm sạch các di sản, nâng cao nhận thức về môi trường. Đây cũng là vấn đề toàn cầu mà chúng ta cần gỡ rối.